Diệu Vlog xin chào cả nhà. Em chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem trên kênh của Ngọc Diệu Vlog. Cả nhà ơi, bữa nay bữa sáng sớm chuột nó nghỉ học, nó ở nhà, em tranh thủ em nấu món hủ tiếu nha cả nhà. Chuột thì em nấu nuôi, còn mấy chị em ăn thì ăn hủ tiếu. Đây thì em nấu hủ tiếu, thường thường thì em nấu có, bữa nay em nấu giò nè cả nhà, giò gan, giò huyết, giò mọc. Mọc thì cho chuột ăn, còn huyết thì nhà em thích ăn em mưa ăn. Còn đây em bỏ vô nước súp thì có củ sắn, cà rốt và hành tây và hành lá và hẹ và giá. Ở đây thì nuôi em nấu cho thằng con trai lớn em với thằng chuột nha cả nhà. Cha lớn em nó đương nằm viện đó chả, bởi vì em nấu nuôi em đem lên cho nó dễ, hủ tiếu đem lên thì nó nở hết. Còn ở đây thì em có cây hủ tiếu này em gửi của mẹ chồng em đem lên, em hay ăn ở dưới quê là hủ tiếu Sa Đéc á cả nhà. Rồi em mua em đem lên đây để dành ăn, nấu ăn. Này là hủ tiếu, này là hủ tiếu tươi luôn á cả nhà. Giờ bắt đầu em sẽ đi bắt nước lên nha cả nhà. Đi bắt nước lên rồi quay lại em phải nấu nước súp trước. Em bỏ nồi lên nấu luôn, bếp lên. Rồi bắt đầu quay lại em đi rửa xương cả nhà ơi. Đây cả nhà, lúc em muốn soi cái đó em sẽ trụng qua xương nó sơ qua cái ngang cả nhà. Đây cả nhà ơi, em đã vớt xong hết rồi, em đã vớt ra xong rồi, rồi em cũng bắt là nước này nó cũng nóng rồi đó cả nhà, tại vì em nấu ấm nước sôi sẵn á. Đầu em về em thả vô, em thả vô ở đây em hầm cho nó mềm, thì em sẽ đi gọt nước sắn. Có nhờ hỗ trợ của một trợ lý của em, chồng em đó cả nhà. Cái gì? Cho nó sôi lên đi rồi đầu em hớt bọt cả nhà, rồi em đi gọt nhỏ em chồng em gọt củ sắn xong với củ cải xong em thả nó vô. Đây hai cô, một cô lột củ hành, nhỏ gái em lột được hai củ hành tím, nhỏ em chồng em nó lột được hai củ hành củ cải đỏ, giờ tới lột củ sắn. Em nhờ nó, hai đứa nó phụ em. Lột được không vậy cô? Đây cả nhà ơi, giờ tới em thả củ sắn vô luôn cả nhà. Cho củ sắn với củ hành vô cho nó ngọt nước, cho nó vừa ngọt vừa thơm nha cả nhà. Em thì em chịu là hầm xương là em chịu bỏ củ sắn với củ hành là nó sẽ nó ngọt nước hơn nha cả nhà. Còn củ cải đỏ với củ cải trắng, mình có củ cải trắng nữa, mình bỏ vô thì nó cũng vẫn thơm hết nha cả nhà. Nhưng mà tại em thích cái này hơn. Đây cả nhà ơi, bắt đầu em sẽ bỏ đồ niêm cả nhà, xương em đã mềm rồi. Cái này thì em cho muối nha cả nhà, hai muỗng muối. Đường cho ba muỗng đường, tại bữa nay em không có xài đường đường phèn em hết rồi. Ba muỗng hạt nêm. Ba muỗng bột ngọt luôn nghe cả nhà. Rồi. Em cho vô xíu nước mắm nữa. Bỏ đây hồi em nêm ra vậy lại nha cả nhà, cho nó tan đi, cho nó tan, tại vì muối hột cho nó để lâu lâu cho nó tan xong. Bây giờ em sẽ quay lại em cắt huyết em thả vô. Bây giờ em sẽ sắt hành trước nha cả nhà, rồi cái đầu em phải lấy tấm thớt em sắt huyết thì em thả vô luôn. Cái này thì em chừa gốc để em hồi thả vô cho nó ngon. Còn cái này thì em sẽ sắt mịn nha cả nhà, đơn giản nấu cả nhà ăn đơn giản, vừa ngon vừa bổ dưỡng nha cả nhà. Mình nấu cho nhà ăn nó sạch sẽ hơn.
chứ nó hợp với khẩu vị của nhà mình nữa. Bây giờ em đã chuẩn bị xong hết rồi. Đây là một cái nồi nước súp của em. Em cũng đã bỏ mọc vô luôn rồi nè cả nhà. Có bỏ mọc thì em không quay thì đó, em cũng đã bỏ mọc vô. Còn ở đây thì gan em cũng đã sắt xong. Gan cũng sắt xong rồi, giò và hủ tiếu và giá hẹ. Đây đó. Giờ đầy đủ hết rồi. Bắt đầu giờ em sẽ trụng hủ tiếu nha cả nhà. Nồi nước em cũng đã bắt sẵn một nồi nước đây mà em đã trụng đây. Còn chuột thì giờ em sẽ làm cho em với gái với nhỏ em ăn trước. Còn chuột thì chắc kỹ năng một thôi, rồi chút xíu em sẽ cho chuột ăn nuôi sau nha cả nhà. Bữa nay là em nấu em trụng trực tiếp luôn chứ em không có chuột gái ăn hủ tiếu nhiều ha. Em trụng trực tiếp luôn cả nhà ơi, chứ em không có trụng trước. Cái hủ tiếu dưới quê mình trụng đó là nó hay, nó mềm nó dai liền cả nhà. Mà nấu nó ăn nó càng dai nó càng ngon. Em chịu hủ tiếu ghê, em đang miền Tây á. Một tí vô quê ăn là nó vậy đó cả nhà. Cái ăn giá thôi phải không? Giá thôi. Nhiều ít. Nó cho em được. Như được phải không? Đây, một tô. Gái đâu ăn đậu hành đâu hả? Thôi đậu hành đây nữa, hồi cho chồng em đồ về chứ. Cái gì vậy? Đậu hành này nè, phẩm hành này nè. Quyết luôn ha. Không, không. Cái miếng đi cho nó ngon. Gan phải không? Tiêu luôn đó, thấy cái tô hủ tiếu làm ngon lành không? Đây cả nhà ơi, tô hủ tiếu của em đây. Xong rồi đó cả nhà, giờ mời cả nhà thưởng thức với mấy mẹ con em nha. Chuột ơi, con mời ông bà cô chú ăn đi con. Ăn gì? Chị ba ngồi thổi cho nè. Mời bà cô chú nè. Mời ông bà cô chú nè. Dính hả? Nó nở rồi đó, mới đây mà ấy nó nở cái tô của Vinh nở hết nước kìa. Rồi nãy hai ông không tính nó ra đó. Giờ gỡ nó ra là nó ra hả? Nó. Hủ tiếu này nó dai lắm. Rồi giờ em mời tất cả các ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn nhé. Rồi đâu gái ăn coi. Vừa ăn không vừa ăn thì nêm tương ớt. Vừa ăn chưa? Ngon rồi. Hủ tiếu này mềm mà, mềm dai. Là cái gì mẹ? Hủ tiếu không? Hủ tiếu. Mẹ ơi. Hủ tiếu đâu mẹ? Hủ tiếu đây. Bữa nay em không có sắc ớt sắc gì chứ cả nhà. Giờ ăn vừa ăn tương ớt và thôi để hai miếng. Cái này nó cũng muốn hết luôn rồi. Em cho bỏ xong miếng sả tế luôn cả nhà. Cho nó cay cay. Nghe bỏ không? Vậy hay. Rồi bỏ cái muỗng vô con đi bỏ luôn đi. Đậy nắp lại. Thôi em mời cả nhà đứng với em nha. Giờ tới em nè. Em thì ăn hẹ, hai đứa này nó không ăn hẹ cả nhà. Gió luôn. Nay gió mát quá trời, nay mà phải ra ngoài hè ngồi ăn là mát, mát phi vu luôn hả? Bữa không ra thì gió quá trời. Ừ, cái bữa không ra thì gió không có miếng gió.
con có bạc bát luôn như mà đúng. Trời ơi, sao vậy? Sao cái lỗ mũi nó cắn? Ông mẹ ông lật đổ ông ơi. Cái tiền làm quà không được, cái nhà được. Sao con làm được hay vậy? Tối ngày ông làm hết trò này tới trò kia cả nhà. Vừa ăn chưa mấy đứa ăn trước, mấy đứa ăn giờ ăn chưa? Ê, vừa ăn ngon hả? Cay luôn, bỏ miếng sa tế vô cay luôn á. Cái này đúng ăn nè. Thôi em mời cả nhà ăn với em thưởng thức với em nha. Chuột ngồi xếp lên mẹ mới gấp được chứ. Để rồi tôi ngồi xếp vào đây đi, chứ không lụng xuống đâu. Chuột rồi à. Một tô hủ tiếu đầy tất bình luôn. Mẹ, cho con ăn cục miếng mẹ ơi. Miếng quý con ăn thảy vào đây cho nó. Quý mẹ cay rồi. Thiếu vô nồi gấp mới được. Nóng nha, chuột đừng đụng nha. Bỏ giò xuống không trời, bỏ giò qua đây, qua đây, đây, đây. Ngon thân bán không được, mở nhà hàng bán được cái gì? Đó giờ không tới được 3 lần. Khoai nấu ngon hơn bà kia nấu ngon hơn. Bữa nào bà vui thì bà nấu ngọt. Bữa nào bà buồn bà mặn thì bà nấu mặn. Mà hủ tiếu đây nó không ngon bằng cái hủ tiếu này nè. Hủ tiếu này nó mềm. Em chịu ăn cái hủ tiếu ở dưới quê, hủ tiếu xà đét ở dưới quê gửi lên đó nha. Ở đây nó cũng có bán loại hủ tiếu ngon, hủ tiếu dai như vậy nó cả nhà mà 1 ký nó tới 50 ngàn cả nhà. Ở dưới quê thì mua 25 ngàn ký. Để không còn nữa. Và bỏ lần dưới quê là em mẹ em lên ha, là có ai lên ha, là em về dưới là em gửi lần là mua lên cây 5 ký ăn được mấy lần. Ăn được mấy lần vậy đó. Bỏ giò xuống. Em ăn trước rồi xong rồi cái đầu hả quay lại đút nuôi cho mọc. Cái con chuột chứ quên, mà thằng chuột cũng ăn mọc gì là thấy nó no rồi đó cả nhà. Lâu lắm rồi mới ăn được chứ không. Cây ơi, cây. Cây ơi. Ăn nha. Ướt xong rồi là làm cho. Cái năm một cái đi. Đi rồi. Rồi bỏ miếng sa tế nữa, cay quá. Cay không? Cay hai ăn cay quá. Chắc hai bỏ tiêu rồi, gấp tiêu, tương ớt, sa tế nữa. Bỏ thôi ba món nữa nè. Bỏ giùm em nha. Tiêu nãy hai cũng bỏ cho tương rồi. Chanh gì dữ vậy? Hỏi sâu luôn rồi cả nhà. Người ta đang sắp mặn con á. Rồi, rớt luôn. Chắc đâm. Năm viên trời. Năm cái này nè, năm miếng cái này á. Năm miếng cái này. Cái quyết nó mềm sao con đâm được, cái muỗng múc đi. Tranh thủ sáng nấu ăn luôn, không ăn sáng. Nó bụng nước. Không ăn sáng ăn sớm rồi, cái gì chồng em với con em nó cũng chưa, con em bữa nay nằm bệnh viện rồi cả nhà.
ăn xong rồi em đem hủ tiếu lên cho nó, em nuôi. Cho bên ăn trưa đúng rồi. Cái đem bên ăn sáng không? Ai pha không kịp, cả nhà đâu làm kịp đâu. Hồi Duyên nó đi không? Đi lần quà thứ hai không? Chính vô. Không, chính nhà đi chuột, chính đâu được đi đâu. Chú đi hai chị em đi vậy. Chính vậy? Ừ. Đem nuôi lên cho nó hồi chút xíu vậy. Coi nó làm sao rồi vậy. Một chiều lên nữa. Ừ, nó dầm rất là ngon. Ừ. Không có gì mà dầm giá luôn. Dầm giá hả? Biết là tính đâu dầm thiệt. Ôi trời ơi, cả nhà ơi, giờ mặt đẹp gì mà đeo dầm giá nè cả nhà. Nó mua đó hả? Đặt trên mạng mua một cặp đó hả? Có một chiếc. Chiếc nhau. Mà cũng đặt nó ra em tình xích nha. Đâu có tiền chết đâu. Anh này hoàng đế dưới anh. Ủa chồng của em đâu rồi? Lên lấy đây. Nó tầm cho nó. Nè. Cho đi lên cầu thang bộ hả? Nó đi lên rồi chắc xỉu luôn. Đây. Hỏi bên hai mày chắc phải vô cầu thang đó đó. Ở bệnh viện đây nó yên tĩnh lắm cả nhà. Yên tĩnh lắm, khỏe luôn à. Yên tĩnh, sạch sẽ. Mát. Đây nè, nó hiểm cầm xe tay nè. Giờ em để em lên tới chở nghe cả nhà. Duyên biết bấm thang máy không? Hả? Không. Nhà em bắt tay biết đi thang máy lắm cả nhà. Ngày qua mẹ mẹ em gì nữa. Bà đi lên tới thang lên tới lầu 4, cái bà ngồi bà nói bà buồn quá. Bà đi xuống bà mua gì xuống lên ăn. Mà tao nói thôi đừng mua, có ai ăn đâu mà mua. Cái bà lội xuống mà cuối cùng bà không dám đi thang máy, bà lội thang bộ từ lầu 4 lầu xuống lội xuống. Mà cô em là mẹ con bé này nè, hỏi sao không đi, biết bấm đầu đi. Có ai đi ngang á, có ai đi lại thì đi vô đi luôn, còn không ai đi lại rồi rồi biết đi lộ bộ thôi. Mấy chị em dòng họ em còn quê nhiều lắm, cả nhà còn lúa nhiều lắm. chưa có lên đấy. Bây giờ em sẽ vô thang máy cả nhà. Không, bấm số 4 rồi, bấm rồi, đợi nó lại lắm. Dân mấy chị em toàn là dân lúa không à. Lên đây còn đã còn một mớ lúa ở dưới quê chưa gần. Dòng họ gì dòng họ lúa không à. Em cũng mới đây, em mới đi vòng em đi tới lui nuôi bệnh rồi này kia em mới biết, em mới gần chứ lúc trước em cũng vậy đó. Giờ đi lên tới lầu 2 rồi. Ra đi đây, nãy anh khỏe nhiều quá chị. Con em còn chóng. Tay vô đây Duyên, còn thứ ba nè. Không ừ. Sao cầm nó tới đây rồi, cái muỗng nó lòi ra ngoài rồi. Ăn gì chưa? Sáng giờ có vô nước biển không con? Chưa rồi. Chào ông bà cái con.
Mẹ đừng quay. Mẹ đừng quay. Rồi con ăn luôn không? Mẹ đem lên. Chưa đói hả? Rồi mẹ đem lên rồi để hồi nó nguội hết sao ăn? Hả? Để không chịu ăn hả? Buồn vậy? Nấu đã đem lên ăn không ăn buồn vậy? Nấu quay rồi mới đem lên. Chưa chịu ăn hả? Sáng ăn gì vậy? Ăn cơm, ăn đâu có vô. Ăn cơm ăn không vô, sao sáng ăn cơm, sáng không đi ăn bún, không tiếng thì đi ăn cơm. Nấu đồ ăn dở hơn mẹ nấu hả? Gọi sao quá hả? Đây xẹt mà tới. Gọi đường nào mà xẹt? Cửa cổng chính vậy? Đi xuống mà đi cửa mà chỗ hoa sản dưới thì coi cửa kính. Thì đây nãy giờ đi xuống đường tắt vậy? Vừa xuống lầu tắt qua đây vậy? Trong đó có bán nhiều không? Mẹ không thấy mà mẹ không có đi đường đó. Vậy hả? Rồi sáng đi không gọi đi đi ăn cơm mà không vô. Đi vòng đây cũng được. Không ngon bằng mẹ nấu hả? Ừ. Trời. Rồi sao giờ không ăn đi? Mấy còn no mới nóc ly cà phê. Uống cà phê nữa. Bác sĩ nói là bác sĩ nói còn sao? Còn phải tiêm kháng sinh rồi nhiều để cho vi khuẩn bị gì đó nó dồn lại rồi gặp này á. Dòng loại mẫu này ra hả cả nhà? Cả nhà nó có sưng có cái mục này không nè cả nhà? Nó mục này nè với mục ở trên đầu nó. Nói gì ăn tùm lum. Ai? Vi khuẩn gì biết gì bác sĩ nói em biết đâu. Vậy đó hả? Ở trên đùi nó thì nó chỉ ấy thôi, cái sưng thôi cả nhà. Nguyên giò này. Vậy đó hả? Nguyên giò luôn đó hả? Có rồi, nhiều đó cả nhà. Bảy mấy 8 giờ mẹ lên đi. Cái đầu hết ở không thì sáng mai mới lên sớm, sáng tại bữa nay chủ nhật. Đây là cả nhà có mấy mục này nữa nè cả nhà mà nó hết rồi. Nó hết rồi lên đây thì mới bữa hết mà còn cái giò nó còn lại ở đây đầu hết rồi phải không? Đầu của hổng nó nói đây nữa nè cả nhà, giờ nó hết rồi. Rồi lụm lụm lên giùm mẹ coi. Rồi giờ còn có cái giò. Cái giò đó nó kêu khám nó kêu bằng nhiễm trùng huyết gì đó cả nhà. Giờ ở lại đây mai thì sáng mẹ lên sớm. Kêu tắm rửa sạch sẽ. Còn có con tay mà xài được không biết trà thì bông sao trà. Rồi bữa nay rồi sao cái này cái gì mà bông cái này nữa này? Lấy máu. Lấy máu nữa hả? Mới sáng sớm đang ngủ hành vô 6 giờ sáng lấy máu một lần. Nghĩ sao bệnh viện này phải lấy máu chứ sao? Đó. Vậy là giờ chưa chịu ăn phải không? Chưa đâu. Vậy là thôi.